Hello mọi người, Zeno ngồi đây đợi các bạn vào xem video từ chiều. Và chúng ta đang có một vấn đề, đó chính là có đến 80% các nhà sư đang xem chùa không ấn đăng ký kênh cho mình, và chỉ có 18% những bạn đã ấn đăng ký kênh cho mình thôi. Và các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo bên cạnh để giúp mình có động lực làm những video mới tiếp theo trong tương lai nha. Hello mọi người, lại là Zeno đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì đồng hành cùng với mình đó chính là mấy ông người dân. À không, không phải là chỉ mấy ông người dân thôi đâu các bạn, mà ngày hôm nay chúng ta có thêm một nhân vật đặc biệt nữa. Đó chính là, bạn thấy ở dưới chân mình có gì không? Thấy gì, có gì không? Ôi đâu mất rồi, đây, có thấy gì không? Cái bóng mọi người. Đó, ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi game cùng cái bóng của bản thân nha. Đây, xem mà tí nữa mình sẽ triệu hồi cái bóng ra như thế nào. Từ trước kia mình phải đi lấy một block sắt và ba miếng da. Đó, thì nó sẽ triệu hồi được ra cái bóng nha. Đâu, để xem nào. Rất xin lỗi anh Golem. Rồi, phải nhanh chóng đi tìm sắt mới ra đây. Ok, đấy, thao tác dạo này nó nhanh gọn lẹ hơn rồi mọi người. Ok, và các bạn nhớ là hãy follow fanpage của mình để giúp mình có động lực. À, và tham gia nhóm Facebook nữa nha. Mình có đăng những cái clip ở bên fanpage và nhóm Facebook nữa. Mọi người nhớ qua đó xem và ủng hộ nha. Link mình có để ở bên dưới phần mô tả đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây, mình sẽ xử đẹp anh Golem nữa nha. Ok, cái bóng à. Rất xin lỗi anh Golem, nhưng em phải hành động thôi. Ok. Hey anh. Ây, what's up man. Từ từ nha, anh này phải bình tĩnh, mình phải kiếm chỗ nào bằng. Hey anh, hello anh, ông này đi ra, quất cho ông này chết tươi bây giờ. Ok. Ông này đẩy ra kìa, ông này bảo vệ kìa, buồn cười thật sự. Đâu, mình sẽ lấy ít sắt. Ê, trông ghê nhở, cũng là của em. Ok, sẽ đi đây. Ui, trời tối à. Con Golem này có một khả năng cực kỳ đặc biệt nhá. Nó có thể giao tiếp được với mình luôn đấy. Mình bảo gì nó sẽ làm cái đấy luôn. Ơ, cửa. Đây, có. Không có đồ gì, trời ơi. Khó thật sự. Ê, thôi, đi ra ngoài. Thôi, tôi đi ngủ nhờ cái đã nhá. Đây, mình cần 3 da bò. Đây, mình được 1 da bò, mình sẽ kiếm thêm 2 da bò nữa để triệu hồi cái bóng. Một block sắt chứ. Ừ, mình có 5 rồi thì phải. Ừ, 5. Ui, đủ 3 da bò rồi này. Bây giờ mình đi xuống mai thôi. Ok. Nào lấy 3 đá của mấy ông nông dân á. Ok. Đây, có sắt luôn nè. Đâu, giờ mình làm nhẹ cái cúp đã. Cúp sau đó mình mới làm một cái lò nung đá sắt. Ok, sắp có cái bóng rồi mọi người. Một lò nung này. Rồi. Đang có cái bóng mọi người. Ấy, ấy à, ấy à. Con này. Mày ở bưởi. Chết nha con, chừa nha con. Trời ơi, đang triệu hồi cái bóng mà nó dám bắn nén. Ui, 4 sắt đủ luôn. Đây, sẽ ngồi đây đợi nung nha. Nung 4 cái sắt này lên 5 gỗ, vừa tròn luôn. Rồi. Sẽ đào thêm để có thể nung được thức ăn nữa nha, cho đỡ mất thời gian. Ui. Có vẻ làm cái lò nung này ra hơi thừa tí, nhưng mà không sao. Đây, mình có 9 cục sắt, mình sẽ làm triệu hồi ra cái bóng nha mọi người. Đây. Đợi chị ăn. Rồi, phải ra ngoài chỗ ánh sáng, ánh nắng mặt trời thì mới có cái bóng nha. Đây, chỗ này có bóng chưa ta? Đây, có bóng rồi nha mọi người. Đây, mình sẽ vứt khối sắt này và 3 da bò. Ui. Wow, nó biến mất rồi nè. Thôi. Ui. Cái bóng nè. Ui. Rồi, bây giờ nó sẽ đi theo mình mọi người. Đây, đi theo mình. Nếu mà có con nào đánh mình, nó sẽ đánh cái con đó. Từ đây mình sẽ. Từ mình phải nung. Ui, bắn lâu không biết nung thêm nhỉ? Nung thêm sắt. Ui, đây sắt nữa nè. Từ. Ngon thế nhỉ? Đây. Từ. Mình sẽ test chức năng nha. Chức năng điều khiển của nó trước. Đây. Nó cái bóng nó sẽ lên đây nè. Và đây trời sáng nhá. Mình sẽ chỉnh nó thành trời tối. Nhưng mà từ á mình sẽ phải ngồi. Đó. Có cái bóng này. Này. Bây giờ mình sẽ chỉnh là night. T này.
xong. Đó. Trời tối rồi. Đấy à. Xịn ơi là xịn luôn. Đây, mình sẽ chỉnh lại thành ban ngày nha. Đó. Đây. Đây chứ. Rồi. Quá là xịn giò luôn. Rồi rồi, bây giờ mình sẽ đi. Đó, cho nên là từ từ, mình tí nữa mình sẽ test thử cái chức năng gì ta. Từ từ. Tí nữa mình sẽ test thử chức năng tiêu diệt quái nó mà không cần dùng đến không cần dùng vũ khí nha. Hơi bị xịn á. Từ từ, sẽ phải lên chặt ít gỗ nữa. Không thì không đủ rồi. Đây, mình sẽ vứt cho nó một thanh kiếm sắt nha. Xem mà thanh kiếm sắt này nó sẽ có tác dụng gì cho cái con bóng này. Ok. Thêm một cục nữa đi. Thêm một cục nữa. Rồi. Đây, mình sẽ có một cái gì ta. Không cần gì, mình nghĩ là không cần gì, mình sẽ chế cái kiếm lên. Nhưng mà cứ lại phải nung thôi. Quên mất. Nung. Mình sẽ cần hai sắt nha mọi người. Đây, mình sẽ đào cái này để đỡ bị tốn gỗ. Ok. Cái cho con này mà nó đi ấy được thì ngon nhỉ. Thì mai các thứ. Tôi nhớ ra rồi. Ba này, tôi sẽ cho nó in chan cây dìu. Này, nhìn này. Đó, vứt cây dìu ở chân của nó này. In chan rồi. Nhưng mà làm sao nó vứt ra ta? Từ từ. Đúng rồi, mình sẽ đây. Ui, nó vứt ra luôn rồi. Ui, mình nhặt luôn rồi đó. Ui, hiệu suất 1000. Từ. Đây, mình sẽ làm cây kiếm cho nó này. Cây kiếm này. Nhưng mà để xem nó có vứt ra không ta. Thôi. Ê, chết giả rồi. Nó nuốt luôn rồi mọi người ơi. Không ổn rồi. Không thể tin tưởng được mà. Cái bóng nó cũng tham lam mọi người. Còn mỗi cái này thôi. Đâu, sẽ chế thêm một cái dìu nữa ha. Mình có nhiều đá lắm mà. Ui, nhưng mà mỗi tội đồ đá cho nên nhanh hỏng lắm mọi người. Rồi xong, cái bóng biến mất rồi. Không ổn. Hình như là nếu mà chúng ta mà vào trong bóng dâm ấy có rồi nha. Mình cứ tưởng là vào trong bóng dâm mà quá lâu ấy thì sẽ không có cái bóng và nó sẽ biến mất cơ. Ui, nó in chan luôn rồi. Ngon. Ui, in chan luôn rồi. Từ từ, mình sẽ phải đi mai đã ha. Mình sẽ kiếm thêm một ít sắt để có thể đi mai đã. Lú quá rồi. Bây làm gì tiếp theo ta? Đây, sẽ làm cái dìu bằng đá. Chặt cho lẹ ha. Rồi. Vô. Mình cứ tưởng nó biến mất được cơ. Ok, đi. Dìu. Ui. Này mà mấy mà tìm được kim cương. Trời ơi. Ok. Ui. Mỗi tội chậm hỏng, nhanh hỏng. À đây, sắt đây rồi. Mình sẽ tìm để làm một phun một bộ đồ sắt nha mọi người. Rồi, sẽ tìm sắt này. Phun bộ đồ sắt. Ui. Cái bóng. Chết rồi. Cái bóng. Bóng ơi. Bóng ơi cứu. Ui. Mình còn chức năng mà. Mình có chức năng à. Từ từ mình sẽ phải ngồi ấn shift xuống để lấy quyển sách. Đó. Shift xuống là sẽ vứt cho quyển sách như này. Và mình sẽ. Được, mình sẽ ghi ở đây là chữ clear. Là nó. Tí nữa mình có quái ấy, mình sẽ vứt cho nó và nó sẽ clear bọn quái này cho mình nha. Để. Không có đi đâu hết rồi. Mình sẽ phải làm cái cúp này để phun một bộ đồ sắt đã. Đó, thôi vứt cho nó. Ok. Ôi. Từ từ, đây mình sẽ test. Đây, mình sẽ vứt. Đấy, vứt cái quyển sách vào chân nó này. Ui. Clear. Clear luôn rồi. Ngon chưa? Rồi. Bây giờ mình lấy quyển sách đấy, mình sẽ phải ấn ship vào chân nó để mình có thể lấy được. Được à? Ghê quá, trời ơi, tôi còn mỗi em 2 team ạ. Rồi, mình sẽ đi bay có 14 sắt này. Ui, đúng rồi. Hình như con này nó chưa có kiếm. Đây rồi, nó cứ có kiếm này à. Rồi, kệ nó xử lý cho mình. Rồi, mình sẽ đi làm một bộ đồ sắt đó. Full bộ này sẽ cho con này nó mặc. Xem nó in chan cái gì cho mình nha.
có đôi giày này, mình sẽ vứt đôi giày này và cái mũ này cho con bóng. Đó, đồng bóng luôn. Ui, ui, y chang luôn rồi, mặc luôn rồi. What, what, nó không vứt cho mình. Mình sợ nó đánh mình quá. Trời ơi. Ờ, nó không, ê, ê, ê. Chết giờ, đánh nó nhiều, nó đánh lại đấy. Không, không, không hỏi, không hỏi. Thế mình có nên cho nó mặc full đồ không ta? Trời ơi, ghê quá à. Đây, cái áo này, cho nó full enchant luôn. Wow, mặc luôn rồi. Từ, đây, còn nữa này. Nào, 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 cho nó full bộ đồ đấy nha. Thôi, nó mạnh cũng được, mình không cần mạnh. Đây, mình có kiếm, mình là mình ngon rồi. Bây giờ mình chỉ cần nó mạnh, nó giết đồng quái cho mình thôi. Rồi, cho mày mặc quần vào nữa. Này, cái bóng. Đó, cho nó mặc cái quần vào nữa. Thế là ngon ngay. Đâu, để xem nào, để full giáp mà mình đập một phát xem nó có chết không nhá. Ui. Ui. Nó có gai ạ, à. Trời ơi, nó có gai. Đấm nó phát nó chết luôn. Ơ nhưng mà mặt trời lặn. Chết giờ. Đi ngủ để buổi sáng thì nó mới sẽ có cái bóng. Đó, buổi sáng mới có cái bóng thì nó mới sẽ mới ra lại cái bóng nha mọi người. Rồi. Ok. Xịn luôn. Ủa, đâu rồi, cái bóng đâu rồi? Cái bóng đâu ta? Cái bóng đâu rồi ta? Lại cái bóng rồi, có cái bóng rồi, ngon rồi. Bây giờ mình sẽ đi chế một cái cúp sắt nữa nha. Cúp sắt nữa để có thể là đi tìm kiếm kim cương cho nó lẹ nha. Được. Đâu, mình sẽ phải chế một cái. Ồ, hết sắt rồi. Thôi mình đi mai lại đã. Đây, mình có đủ sắt rồi, mình sẽ làm một cái cúp sắt và sau đó đưa nó enchant nha mọi người, xem mà nó sẽ enchant cho mình cái gì đây. Được. Mình phải kiếm chỗ nào an toàn tí đã, không nó sẽ vứt ra xuống dưới kia. Ok. Chặt. Ui, nguy hiểm dã man, bởi vì mình chỉ cần. Ui. What's up man? Ok. Tôi thấy có cái gì đó ở đây ngay rồi. Không cần chần chừ dài dòng nữa. Wow, oh my god. Từ mình đào hỏng luôn cúp này đi nha. Ok. Ok, hỏng luôn cúp này rồi. Rồi, mình có một bộ này là mình ngon ơ luôn rồi. Ngon. Ui. Hai stack. What? Mình rơi một stack rồi nhá. Đây, enchant gia tài level 1000. Ui, mình đã rơi mất một stack rồi nhá. Không thì nó còn nhiều nữa. Từ, mình sẽ chế một bộ đồ kim cương cho cái con này. Đó, xong rồi cho nó đưa mình enchant cái gì đã. Ok. Nhưng mà mỗi tội là nó không đưa cho mình lại cái bộ đồ sắt à không nhả cho mình cái bộ đồ kim cương. Nếu mà mình đưa bọn cho cái này ấy, thì nó sẽ nhả cho mình cái bộ đồ làm bằng sắt, cái bộ đồ cùi hơn đấy, bóng nhưng mà lại là khôn, đòi ăn khôn hơn đấy. Sỏ giỏi thật sự. Rồi bây mình sẽ đi xem nào, cúp này mình sẽ đi sao ta, đi xuống địa ngục đã, đi tìm lấy con rồng Ender. À, còn cây cung, đúng rồi, mình sẽ phải chế cây cung đã. Cây cung mà vứt cho nó thì nó sẽ ra cái gì ta? Ok. Nhiều quái dã man. Ui, đây mình sẽ để cho nó vào đây nhá. Nó không được để nó đánh tự chết. À, nó đánh tự chết nó có dụng đồ không ta? Dụng rồi. Ê ơi. Một sợi chỉ nè. Ui, con bóng này nó không tự đi đánh mình. À, tự không tự đi đánh hộ mình. Nó phải điều khiển nó mới đi đánh à. Đâu, phải có con nào đánh mình hoặc là mình đánh chúng con này thì nó mới tự giác mà đi đánh với hộ mình. Đây. Ui, tại sợ mày quá cơ Creeper ạ. Ok, mình sẽ đi có cung luôn này, có mũi tên luôn này. Từ mình sẽ chế cho con này một cây cây cung. Xem nó sẽ như nào. Ok. Umala enchant. Ui, nó enchant rồi. What? Nó vứt mũi tên cho mình. Muốn cười thật. Con này có mũi tên không? Đây. Ôi. Phán. Mình giết không? Này, nó mà bắn là mình giết ngay này. Trời ạ, tưởng nó bắn mình rồi, rất sợ hãi các thứ. Rồi,
đi đi con bóng này. Trời ơi, tôi đi 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 xuống tìm mắt Ender để đi đi sang con rồng đây. Quên mất không không giới thiệu mọi người à. Đây, mình sẽ ấn ship vào đây để lấy quyển sách đã. Rồi. Đó, sau đó mình sẽ đi, mình có thể lấy đồ được từ con này. Đó, mình sẽ lấy đồ này. Từ á mình sẽ phải ghi chữ ngọc Ender. Rồi. Đó, vứt cho nó thì mình sẽ, nó sẽ cho mình được ngọc Ender. Ui trời. Ơ. Ngon 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 ngon. Ua. Rồi. Mình sẽ chờ mình lấy quyển sách tiếp á. Đó, bây giờ nha. Bây giờ nha, mình sẽ làm gì ta? Mình không cần gọi là đặt mắt vào đây nha, mình sẽ mình sẽ đưa cái quyển này cho con bóng này để nó dịch chuyển mình luôn ra chỗ con rồng nha mọi người. Ok. Sẽ ghi ghi chữ này. Rồng Ender. Đây, chữ rồng Ender này. Đó, thì mình vứt cho con này. Để xem nó có thể là... Ê, what? Đâu rồi? Oh my god. Rồi, xong nó bị... Lỗi rồi, oh no. Quá rồi. Đấy, các bạn thấy không? Con này hơi bị xịn đấy nha. Từ mình không nhìn mắt bọn Ender này. Mày á, bới. Ừ. Mình sẽ để cho con thằng đệ này. Đấy, nó bắn luôn kìa. Trời ơi, bắn con này làm gì? Từ để mình quất vào con rồng một cái thì để cho cái bóng này nó biết để mà quất con rồng nha. Còn bây giờ nó sẽ làm theo trình tự lần lượt và nó sẽ đi bắn cái bóng, à bắn mấy cái quả này trước, sau đó nó mới đi bắn con rồng. Uầy, nếu mà nó bắn nhỡ một cái mà nó trúng con rồng thì ngon nhỉ. Okay, what? Lâu thế nhỉ? Thôi, mình sẽ phụ nó một tay nha mọi người. Ờ, suýt nữa thì đi bụi. Ok. What? Hết rồi. No. Nó xuống. Ui. Tôi vừa mới chạm nhẹ con rồng chết luôn ạ. Ui. 506 đam. Ui. Ngắm gì ba? cái bóng này ngắm cái này rồi mọi người. Ui, xin đã man. Ok các bạn ơi, thì chắc là clip của mình ngày hôm nay đến đây thôi. Và nếu các bạn yêu thích clip này và thích cái bóng này thì hãy để lại cho mình một like và ấn đăng ký kênh của mình cũng như kênh của tất cả thành viên trong nút team để ủng hộ mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye.